Vùng đất quận 4 tự hào là nơi của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, địa điểm Ký Nhi Viện Sài Gòn năm xưa, nay là trung tâm y tế quận 4, tự hào là một trong năm điểm khởi nghĩa nội thành Sài Gòn Gia Định. Với tinh thần một ngày bằng 20 năm, lực lượng quần chúng nhân dân quận 4 du kích biệt động Sài Gòn vùng ven Sài Gòn Gia Định khởi nghĩa giành chính quyền, góp phần vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tiếp nối truyền thống anh hùng ấy. Lực lượng vũ trang quận 4 không ngừng rèn luyện, học tập để xứng đáng với truyền thống hào hùng của quận nhà. Đến với hội thi ngày hôm nay, đơn vị xin thể hiện vũ điệu Cha Cha Cha, bài hát Chúng Tôi Là Người Lính Bác Hồ, sáng tác Hoàng Mạnh Toàn, và phần biểu diễn của đơn vị quận 4 đến đây xin được phép bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mạnh khỏe, chúc hội thi thành công, tốt đẹp.